Minh Thiện và Quỳnh Như mến chào quý khán giả đang theo dõi Chuyển động Đông Tây của Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang trực tiếp vào lúc 11 giờ 30 phút hàng ngày. Thưa quý khán giả, những ngày qua, người dân cả nước bàng hoàng trước nhiều vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng cả đường bộ lẫn đường thủy, cướp đi mạng sống của nhiều người, để lại nỗi đau khó nguôi ngoai với người ở lại. Vào tối qua, lại thêm một vụ tai nạn liên quan xảy ra ở tỉnh Điện Biên dẫn đến hậu quả đau lòng. Thông tin từ Ban An toàn Giao thông tỉnh, khoảng 22 giờ 30 phút trên địa bàn xã Ảng Tơ, Mường Ảng xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe ô tô trên xe có 4 người và xe mô tô trên xe có 2 thiếu niên. Sau khi xe ô tô bị lật, tiếp tục đè vào 2 xe mô tô khác, hậu quả làm 3 người tử vong. Cả 3 đều là nam giới, chỉ từ 15 đến 17 tuổi. Lãnh đạo tỉnh Điện Biên, Công an, Sở Giao thông Vận tải và chính quyền địa phương đang có mặt chỉ đạo công tác cứu hộ cứu nạn tại hiện trường và thăm hỏi, chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Nguyên nhân đang được điều tra, làm rõ. Mạng xã hội Facebook đang lan truyền chóng mặt hình ảnh người cầm 14 tờ vé số trúng độc đắc của công ty xổ số kiến thiết tỉnh Kiên Giang có dãy số là 654868, mở thưởng vào ngày rằm tháng giêng. Sau khi những hình ảnh này được đăng tải, nhiều người chia sẻ, bình luận chúc mừng, xin vía may mắn. Thế nhưng cũng có tài khoản bày tỏ sự hoài nghi về sự thật của những tấm ảnh. Chủ đại lý vé số mới đây lên tiếng xác nhận vụ việc. Anh HT, 40 tuổi, chủ đại lý vé số ở tỉnh Trà Vinh cho biết, chính đại lý của mình bán 14 tờ vé số may mắn này. Cách đây 2 ngày có bán cho 3 người đều ở Trà Vinh bằng hình thức online. Một người mua 3 vé, một người 5 vé và người còn lại 6 vé. Tất cả đều đã nhận thưởng. Sau khi trừ thuế và hoa hồng, mỗi vé trúng độc đắc nhận được gần 1 tỷ 800 triệu đồng. Theo anh T, từ lúc mở đại lý bán vé số kiến thiết đến nay, đây là lần trúng nhiều nhất. Riêng về danh tính khách mua vé số thì anh không tiết lộ được vì lời hứa bảo mật cho khách hàng. Anh Lâm Minh Đạo, tổng giám đốc công ty xổ số kiến thiết Kiên Giang xác nhận thông tin có đại lý chi trả thưởng 14 vé trúng giải đặc biệt và cho biết đại lý chi thưởng là ở thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý khán giả, trường Trung học Phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định cho biết 4 học sinh của trường vừa đoạt huy chương vàng tại cuộc thi Olympic Phát minh và sáng tạo thế giới được tổ chức ở Seoul, Hàn Quốc. Đội tuyển tham dự cuộc thi này gồm 4 học sinh Vũ Đức Mạnh, Nguyễn Trọng Phúc, Trần Phương Linh, lớp 12 chuyên sinh và Hoàng Mai Phúc Thịnh, lớp 11, Anh 2. Các em dự thi và xuất sắc giành huy chương vàng với đề tài Nanomelanin có nguồn gốc từ mực bảo vệ các nguyên bào sợi ở da người chống lại tia X. Olympic Phát minh và sáng tạo thế giới, viết tắt là WICO, là cuộc thi thường niên được thành lập và tổ chức bởi Hiệp hội Phát minh Sáng chế các trường đại học Hàn Quốc và được Quốc hội nước này bảo trợ. Olympic Phát minh và sáng tạo thế giới năm nay là lần thứ 12 được tổ chức với mục đích khơi gợi năng khiếu và niềm yêu thích khoa học kỹ thuật, thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh của các học sinh phổ thông trên toàn thế giới. Đến đây này, các học sinh Việt Nam có 7 năm tham dự và từng giành kết quả cao. Thưa quý khán giả, thông tin chúng tôi vừa cập nhật, đến nay tổng số người thiệt mạng do động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria tăng lên hơn 4.300 người. Trong lúc này, người dân khắp nơi trên thế giới đều cầu mong con số thương vong sẽ dừng lại. Tuy nhiên, quan chức cấp cao phụ trách tình trạng khẩn cấp của WHO ở châu Âu, bà Catherine Smallwood cho rằng số người thiệt mạng có thể tăng lên hơn 20.000 người. Cơ quan khảo sát địa chất Mỹ cho hay đây là trận động đất có cường độ mạnh nhất trên toàn thế giới kể từ sau cơn địa chấn ở Nam Đại Tây Dương vào tháng 8 năm 2021. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan gọi đây là thảm họa lịch sử. Chính phủ đang làm tất cả những gì có thể. Tổng thống tuyên bố nước này sẽ tổ chức quốc tang 7 ngày để tưởng niệm hàng ngàn nạn nhân xấu số. Hiện việc tìm kiếm cứu nạn gặp nhiều khó khăn do kết nối Internet kém và việc những con đường nối giữa một số thành phố bị hư hại đang cản trở nỗ lực đánh giá và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Thời tiết lạnh giá càng gây khó khăn thêm cho cuộc sống của hàng ngàn người đang rơi vào cảnh không nhà cửa và bị thương sau động đất, làm ảnh hưởng lớn tới công tác cứu hộ. Nhiệt độ ở một số khu vực được dự báo giảm xuống mức gần như đóng băng vào ban đêm, làm trầm trọng thêm tình trạng của những người bị mắc kẹt dưới đống đổ nát và những người bị mất nhà cửa sau động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ.
trận động đất mạnh và dư chấn của nó cướp đi nhiều sinh mạng, tàn phá nặng nề và gây ra những hệ quả nghiêm trọng khi đẩy nhiều người vào cảnh mất nhà cửa và cần cứu trợ. Ngoài ra, thảm họa thiên nhiên này còn phá hủy nhiều cơ sở hạ tầng giao thông cũng như làm đình trệ các hoạt động kinh tế. Anh Minh Thiện có tổng hợp những trận động đất kinh hoàng nhất thế giới. Thưa quý khán giả, động đất ở Nepal vào năm 2015 có độ mạnh khoảng 8,1 độ Richter, xảy ra vào năm 2015, tâm chấn nằm ở khoảng 29 cây số, độ sâu khoảng 15 cây số. Số người chết tìm được là hơn 8.000 người và hơn 16.000 người bị thương ở nước này và các vùng lân cận thuộc Ấn Độ, Trung Quốc và Bangladesh. Và cũng trong năm 2015, một trận động đất thứ hai xảy ra nằm gần biên giới với Trung Quốc giữa thủ đô Kathmandu và Everest. Hơn 65 người thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương trong đợt dư chấn này. Động đất ở Tứ Xuyên vào năm 2008 là trận động đất mạnh và thảm khốc nhất xảy ra tại Trung Quốc kể từ sau trận động đất Đường Sơn năm 1976, làm chết hơn 250.000 người. Sau trận động đất, chính phủ Trung Quốc đã quốc tang 3 ngày để tưởng niệm vong hồn của những nạn nhân trong trận địa chấn này. Các nhân viên khi đi làm chỉ được mặc hai màu trắng và đen. Những hoạt động vui chơi giải trí bị cấm. Các logo đài truyền hình trực thuộc Trung Quốc chỉ có hai màu trắng và đen. Nhiều bà mẹ hạ sinh trong và sau trận động đất này thì cũng đặt tên cho các con liên quan tới trận động đất. Trận động đất ở Ấn Độ Dương vào năm 2004 gây tang thương bao trùm khi cướp đi sinh mạng của 225.000 người thuộc 11 quốc gia. Cho đến nay, thiên tai này là một trong những thảm họa gây nhiều tử vong nhất trong lịch sử thế giới hiện đại. Các phương tiện truyền thông quốc tế và cơ quan châu Á gọi nó là sóng thần Á Châu, trong khi tại Úc, New Zealand, Canada và Anh thì người ta gọi nó là sóng thần ngày lễ tặng quà Boxing Day vì nó xảy ra ngay vào ngày lễ này. Sau những cơn thịnh nộ của lòng đất, nhiều người ám ảnh bởi hình ảnh nhiều tòa nhà cao tầng sụp đổ hoàn toàn, trở thành đống đổ nát chôn vùi nhiều người bên dưới. Trở lại với trận động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ, theo các chuyên gia, tầm chấn nông xảy ra vào sáng sớm và các công trình dễ bị sập là những yếu tố khiến số thương vong mỗi ngày một tăng.